con biết nhà nhìn sao biết cái đực không? Sao bạn? Đầu bự hả? Đầu bự cái mình nhỏ. Nó dài. Còn con cá cái cái đầu nó nhỏ mà nó mình nó ú quay à. Cho con mượn cái dao mà. Này các bạn thấy một cái miếng gạch như vậy là 3 tấc. Mà con cá này nó dài đâu nửa thước à? Đâu nửa thước. Nè. Để mình quay về cho các bạn thấy. Như vậy là 3 tấc nè. Vậy này là 5 tấc nửa thước. Ồ con cá hết hồn. Mà cái đực, mẹ nói cái đực. Đi bắt đi câu cá mà đi hay là gì gặp con cá này là ngon ha. Con cá này là cá đồng nha các bạn, chứ không phải cá nuôi nha. Quậy nước muối sẵn. Cái này mình không có mần nữa các bạn. Mình chỉ cạo vẫy thôi. Cạo vẫy rồi mình đánh sạch nhớt. À, chưa chết. Bá ăn được. Bữa nay nướng cá mà ở ngoài mưa hấp dẫn nha. Cái này là mắm me, me mình nấu nước sôi á, cái mình để me ra, cái mình để lọc mình lấy nước, cái mình sẽ cho đường vào, rồi mình sẽ bầm tỏi ớt. Cái này nó ốm cho nó mập. Cái đực nó vậy đâu rồi. Này như hình như thiếu ớt nha Dũng. Thiếu ớt cái đỏ nè. Thêm ớt hả? Thêm ớt cho nó cay. Rồi chú ớt. Vì thêm cái chú ớt nhanh lắm. Bây giờ mình sẽ đâm con cá vô. Cái mía vô con cá. Ê này thọc cái lại vô bụng. Đâm lòi gột ra. Nãy chú ớt chưa có tài cái nhọn cái đầu con chú ớt. Coi chừng cái tay nha. Hả? Coi chừng cái tay nha. Có đây được rồi. Nè, có đây được rồi, nó không có công đâu. Cầm cá không? Cầm cái cây mía cầm chịu nổi không chú? Đâu cho đâu? Hả? Đâu đâu chú buông cái đó ra cầm cái mía rồi nổi không? Ờ vậy được rồi, khỏi cần ấy. Con cá bự quá mình sẽ chế rượu vào. Là nó cháy luôn, cháy cá phần lên. Vậy hả? Không dám được. Đâu á, rượu tại rượu gốc mấy ấy. Rượu này không biết. Vậy là chín từ trong ra ngoài luôn á. Rồi rửa. Thơm rượu. Ôi mưa. Trời mưa lúc này nhìn phong cảnh hữu tình không? Loàn ten ở trong cái bếp lửa. Cái ngoài mưa. Cái con cá vậy tự nhiên nhìn thấy đầu cho giờ mới cười. Ủa mẹ. Cái lóc cái lóc đực. Đực mà cá này bự là cá này lâu năm lắm nè. Ủa dẻ kìa. Bây giờ nó dẻ lại cái chú để vậy cái thịt nó thòng xuống á. Nhìn cái đầu nó bự ra. Như cái chài đâm tiêu. Trời mưa không có lấy được sống chuối, thôi lấy sống chuối nó quét dễ. Giờ mình quét nước mắm me lên nè. Giờ kiếm cái gì à? Quét không cho lên được ta. Đó, đã chưa. Ai ăn thịt ăn cá gì ăn gì chút ăn rau với củ. Củ với quả. Còn mấy bữa nó chục bữa nào. Ê. 5 ngày nữa chị, bữa nay ăn 4 hả? Đó, nhìn thấy kìa. Da thịt căng bóng mà nó thơm. Nếu về
được rồi. Cái đuôi chưa ấy. Đuôi chưa gà chính là. Cái này nè, nếu mình nướng cái gãy á. Đó. Đã chưa các bạn? Các bạn cái nữa là cái tới cái nữa là được rồi. Coi chừng cá nó còn sống nhảy xuống dưới lội mới tiêu nha chú Út. Cái đuôi còn sống kìa đó. Ngoài trời vẫn còn đang mưa to. Cái 180.000. Con đó hả? Hay quá. Hồi thơm phức luôn. Rồi. Dạ rút nhíp ra. Rút nhíp ra chọi. Cá nó dài hơn cái mâm luôn. Rồi không biết nóng hổi luôn nè, lên khói luôn. Rồi cắt khúc mía ra họ ăn luôn. Này các bạn thấy nhìn nó dài hơn cái mâm nè. Cá dài đâu? Dài hơn cái nia. Rồi nó thơm ghê luôn. Ừ. Vậy cái mình à, đây mình có chuẩn bị mỡ hành sẵn nè các bạn, với đậu phộng sẵn nè. Đậu phộng này mình sẽ đâm ra. Cái hồi mình sẽ cắt thịt ra. Mình để lên. Lên hả? Vậy lật đứng cho đứng bụng lên. Nãy quên để cái mía lật lại cho nó dễ ha. Giờ thêm cái dao nữa chú, dao của mình chẻ cái bụng ra, cái lưng nó ra. Đứng nhìn tôi cái ao. Con cá cái bì, cái mình nó nhỏ. Rồi cắn như cái bắn bụng á chú. Cắn ở chỗ cái... Dạ. Nè các bạn thấy không, chín tới trong xương luôn à. Đó. Chẻ tới đây luôn rồi chú. Thấy cái dĩa thôi. Đó. Cái rồi. Có gì nữa chú? Để mình quay. Có chén, có đũa. Chưa ăn gì trơn mà thấy có chén rửa rồi. Các bạn xem mâm cá của mình đây. Đó, từ từ ra sẽ thấy sự hấp dẫn. Ngon lành chưa? Chỉ phần cái cắt gửi cho bạn, rủ nó nhậu liền. Đây nó giờ zoom gần lại cái nữa. Chén mắm me, dưa leo, bún, rau sống. Nãy mưa và mưa chạy ra ngoài cắt rau á. Chứ mưa quá xá. Ba cây giúp cá. Hôm nay mình ăn được rồi nè. Cá vườn. Heo vườn, cá lóc vườn luôn. Rồi, cá chín xong rồi cũng tạnh mưa luôn. Cả nhà dùng gói bánh tráng mình nha. Cá lóc nướng mía. Nướng mía. Còn cái này gói. Còn có gì chút bên đây nè, cũng gói luôn. Gói rau củ quả. Rau nè.
Đó, nguyên mâm nè, muốn ăn cái gì gọi đó. Đủ thứ rau, cây nhà lá dừa. Gấp bún cái trần hoàng luôn nè. Đây. Gói miếng thì mỏng quá. Tôi không ngờ tôi gói có gì chút. Mấy cho cái rau không ạ? Cá ăn ngọt, thơm miếng. Mấy không? Thử nè. Chấm mắm me nữa coi gì đâu. Thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ, một thằng pha nước chấm. Thằng đụng bên giữa rồi sao cuốn ra. Thôi miếng, hai miếng mà, miếng. Đó, miếng nó mềm. Đây, ra mới cắt bọc xuống ra luôn. Bọc xuống rồi luôn. Đồ ngon không? Còn mấy dưa leo vào để ăn cá. Cái này gói thầy miếng mới được. Gói một miếng xếp lại ăn nó gọn, nó ngon hơn. Rồi. Ăn nó cứng. Anh ăn cá nhiều hơn. Anh ăn miếng bự, anh cũng có miếng cá à. Bạn thông cảm là mình gói lắm rồi đẹp. Đó chỗ này họ chắc xé bánh tráng giá gạo rồi tráng làm luôn. Đây là các bạn nha. Được phải không? Thấy không? Nước gạo. Dễ chứ, dễ ăn nữa. Mời mời chứ mình ăn dùm ra. Cái nào hôm nào gặp tới thì mình làm lại cho ăn. Cái nước măng trắng ngon à. Còn ngọt còn mặn, cay chua chua nãy có miếng nữa có nướng không có nướng không có nướng không có nếm có rồi nếm xong rồi mới nhớ chắc ngọt. Đâu có gì đâu. Ừ, đâu có gì. Ừ. Mình cứ cần không quên quên ý quên nhưng mắm nhiều khi nó không làm bằng cái cơm đó. Cho nên yên tâm đi. Muối một cục. Nó ý quên một thật. Mày ăn mấy thầy hết tiếng mắm rồi. Ừ. Dạ miếng cá nè. Ngon rồi. Cắm đầu mấy nhà. Để em đi. Mắm cà chẹo rồi, phải không? Sát lên rồi. Các cô thấy luôn á. Cá kiếm mấy? Một ký mốc yếu. Vậy là từ hồi mình mua tới giờ chỉ có con này bự là chứ 900, 700 không à? 700 à. Chứ chưa có con nào được ký mốt, có hai được ký mốt à. Dài đòn. Mà biết sao nó dài đòn như nặng. Dài nặng cái đầu. Ừ. Cái đực này. Quá khô nào vậy? Thấm. Cái bao nhiêu cá thì nó cháo cái đậu không? Ừ. Nướng là cái đậu không có ngon, nướng là khô. Đậu nó khô rồi. Nó cháo cái đậu đó. Nó nở cháo hoặc là nó mắm. Ừ. Nó là chua. Ừ, nó là chua mà. Nướng thì ăn rồi. Nè. Còn cá nghĩ ra đủ chơi đủ cho cha cuối cùng nó món cũng rồi đó rồi anh ít có bánh tráng nè là rau nè nước mắm nè hai cái đó là bắt bén nhất. Đây nó là quan trọng nhất quá. Ừ. Nồi mèo nó không phải ăn cá.
không bán được gà. Đấy chả anh chị ăn quen rồi. Con mua cá xài cho nó ăn không bằng thịt gà. Nó không bỏ hết, còn gà bỏ nhiêu là tút nè. Mê chị gà. Đói hay gì rồi nào em? Không ăn. Không ăn. Làm cá hay gì không ăn? Cá mang để họ mang ăn đột gà cái họ lấy được gà nữa. Ừ, đói rồi. Đói. Mà nó kêu nhỏ mấy. Kêu thị mỹ mà. Nó tắm nó bấm nó chịu mới lớn á. Tắm tối ngay đầu nó không chịu, ngay mặt nó không chịu. Tính đậm tầm cái ăn này kia. Mình gọi ra cá rồi, rồi cho ăn gà. Còn bên từng cá ăn bấm ớt. Đây em chủ người ta cho ăn rồi. Làm như cá biển để nó tâm lên sao? Không. Mà tâm tâm nó phá chứ. Không cho ăn gan hơn mua gan. Gan làm tròn. Rồi. Chó là đói nó không kêu nha. Mà ăn gấu không biết đói. Ăn bậy bạ nó nhai là sạch sạch ra ngoài á, với cơm rồi trong cơm rồi ăn là kiếm thịt, rửa thịt ăn. Xong rồi bỏ cơm đó. Xong rồi cháu nó chạy dở chút á, vô bắt đầu vô ăn cơm sao. Để niêm cho nó mình hai rồi đó. Rồi khi nó đi nha. Đi ăn cái gì? Không vô kiếm cơm ăn. Học gà dịch gì vô cái bọc kiếm cơm. Nửa khuya, ủa khuya gần sáng á, 3 giờ mấy á, giật mình nó dậy đi tiểu ra đói. Nó để thức ăn chứ mới ăn. Ăn chó nè. Con này nè. Ăn không đủ đô, nó chiều quá ăn sốt á. Trước kia thì ngủ rồi, con để cho nó một mình dĩa rồi đó, dĩa hạt á. Ăn. Ăn gò má. Chà, cá lóc bự này gò má đã tại. Đúng rồi. Ừ. Cái đó là biết gì mà chìm nữa nè. Dầu. Nè. Nói luộc một nồi thật dài nó luôn. Như vậy nó sẽ ăn được khoảng chừng 5 ngày. Thôi, chiếu đi. Chiếu ăn cầm lên xài nha. Bây giờ anh biết cái nước cái luôn hả? Cái chung những múc cái với nước luôn, cần được. Với chung với cà thường chai chung cà gót hoặc là bông bông bí, cái loại gì? Không cải. Rồi khoai tây. Ăn gì em bé vậy? Bí. Bỏ mua trước nè. Đợi mua bí á, chưa cắt cho con miếng thôi. Cái nói. Cái nó hỏi mua cho em bé ăn hả? Dạ. Giờ mình lần tới cái đầu. Mưa quá xá. Heo cả trời với mấy gà. Đứng ngoài chọt chọt mấy gà chơi vậy đó. Giờ mình ra mình cho gà ăn. Gà nãy giờ mưa chưa ăn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của gia đình mình nha. Xe nó chạy hay không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai.